Đau dạ dày là một cái căn bệnh khá là phổ biến về đường tiêu hóa hiện nay, với các cái triệu chứng đầy hơi, chiến bụng, khó tiêu hoặc là buồn nôn này, chảy máu tiêu hóa, vân vân. Do chúng ta sử dụng các cái chất kích thích rượu, bia, thuốc lá hoặc do cái sự căng thẳng của thần kinh và cái chế độ ăn uống của chúng ta không hợp lý. Và ngày hôm nay Diệm sẽ hướng dẫn cho chúng ta các cái động tác, những cái tư thế yoga nó liên quan đến cái phần đau dạ dày để cải thiện lại cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Mời bạn hãy đi vào tập luyện. Mời bạn chúng ta hãy ngồi lên thảm và đi vào bài tập thở. Rồi, tay bên trái của bạn chúng ta hãy đặt lên đầu gối và ngón trỏ và ngón cái của chúng ta chạm vào nhau. Tay phải của chúng ta sẽ áp vào phần bụng, đặc biệt ngón cái của chúng ta hãy đặt vào rốn. Cố gắng giữ thẳng lưng và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta cùng đi vào bài tập hít thở để cảm nhận được cái hơi thở của mình. Mời bạn chúng ta hãy thả lỏng cơ thể. Mắt chúng ta nhắm lại. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, đẩy căng bụng lên. Thở ra, từ từ hốt bụng vào. Chúng ta hốt sâu bụng vào. Tiếp tục hít vào, căng bụng lên. Từ từ thở ra, hốt bụng vào. Rồi, chúng ta thở hết hơi ra, đồng thời hốt sâu bụng vào. Hít vào thật sâu, đẩy bụng lên. Thở ra, hốt bụng vào. Bạn phải cảm nhận được sự chuyển động của phần bụng căng lên và sẽ căng. Hít vào, đẩy căng bụng lên. Thở ra, hốt bụng vào. Rồi hốt sâu bụng vào. Lần nữa hít vào, phình bụng lên. Nhẹ nhàng thở ra, hốt bụng vào. Xếp sâu phần bụng vào trong. Ta thả lỏng cơ thể. Rồi, gỡ hai chân ra. Ta nhịp chân, duỗi thẳng hai chân về trước. Rồi, nhịp phần gối xuống. Cố gắng giữ lưng thẳng, hai chân duỗi thẳng ra. Từ từ hai tay ta vươn lên cao, hít vào. Thở ra, hai tay nắm lấy bàn chân càng tốt. Từ từ áp phần bụng sát vào phần đùi. Đấy. Hai vươn lên. Thở ra, thổi dọc về trước, áp bụng sát phần đùi. Rồi. Ba vươn lên. Thở ra, thổi dọc. Rồi. Bốn vươn lên. Thở ra, từ từ cúi ngọc. Lần cuối vươn hai tay vào. Thở ra, ngọc xuống. Phần bụng áp sát phần đùi, mắt ta nhìn thẳng về trước. Giữ 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay vươn lên cao. Thở. Thở ra, từ từ hạ tay xuống. Thở. Hai tay ta chống ra sau, chống ra phía sau. Rồi, bàn tay ta chạm sàn, từ từ nhẹ nhàng co hai chân lại, đưa cơ thể lên, vào. Rồi, thở ra, chúng ta duỗi thẳng chân ra, đồng thời khuỷu hai tay xuống, đẩy thẳng chân ra. Thở, vào lần hai. Thở ra, duỗi thẳng. Vào lần ba, áp sát hai chân vào. Thở ra, duỗi thẳng. Hít vào lần bốn,
họ ra chịu thẳng, hít vào lần năm, thở ra chịu thẳng, hít vào lần cuối, thở ra chịu thẳng và giữ 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thả chân xuống đẩy cơ thể lên, rồi hai tay thả ra nhẹ nhàng giữ hai chân ra, hạ thẳng cơ thể xuống, rồi ta nằm xuống thẳng, căng hai tay, rồi chúng ta song song với vai, từ từ nâng phẳng đầu lên, vai lần thứ 5, 2 phần giữ như thế này, 5, 4, 3, 2, 1 thở ra, từ từ hạ thấp cơ thể, hai tay vòng về phía trước thư giãn, hít sâu căng bụng lên, thở hết bụng vào, hít vào. Hai chân ta co lên, hai tay mình vòng ra sau, nắm lấy phần cổ chân ta lên tư thế dây cung, nắm lấy phần cổ chân nhẹ nhàng, ta kéo chân lên phào, đồng thời chúng ta đạp phần chân ra sau để bật cơ thể trước lên, rồi thở ra. Lần thứ 2 hít vào, thở ra. Lần thứ 3 phạm, thở ra. Lần thứ 4 kéo lên, thở ra. Lần cuối cùng hít vào giữ 5, 4, 3, 2, 1 thở ra. Rồi giữ hai chân lại, hai tay đang lên phía sau nắm chặt lại với nhau, nhẹ nhàng ta nâng cơ thể phần trên lửa lên, đầu hai vai, tay và chân đưa lên, thở thở ra. Chúng ta thực hiện 5 lần, 2 hít thở, thở ra, 3 thở. Chúng ta rút phần chân lại, đồng thời cơ thể nên nâng lên trước thì trước, thở. Lần 4 hít thở, thở ra. Lần cuối hít thở, giữ tư thế 5, 4, 3, 2, 1 từ từ hạ thấp cơ thể xuống, rồi thở ra. Ta lăn người nằm ngửa nè, rồi giữ thẳng hai chân, chân bên phải của chúng ta co lại, rồi từ từ hai tay nắm lấy chân, chúng ta kéo sát phần đùi về sát phần bụng, rồi đùi về sát bụng, thả lỏng cơ mặt, nâng đầu lên, hít vào, rồi kéo phần trán về sát phần đùi, thở ra. Hai nâng lên, hít vào, cầm chậm gối thẳng tốt, thở ra. Ba nâng lên, phào, thở ra. Bốn lên, phào, thở. Năm lên, phào, giữ 5, 4, 3, 2, 1 thở ra. Từ từ hạ đầu xuống, giữ thẳng chân bên phải ra, tiếp tục ta đổi bên sang chân bên trái, hai tay lấy chân
nâng cằm lên, hít vào, thở ra, thả hai, hít vào, thở ra, ba, hít vào, thở ra, bốn, hít vào, thở ra, lần cuối hít vào, năm, bốn, ba, hai, một, thở ra từ từ hạ xuống, giữ hai chân ra, hai tay xuôi thông thông, hai chân chúng ta đặt lỏng bằng vai, thả lỏng cơ thể, hít thật sâu vào, phần bụng lên, thở ra hốt bụng vào. Bên cạnh việc tập luyện yoga hàng ngày thì chế độ ăn uống của chúng ta cũng sẽ là một phần rất là quan trọng để chữa khỏi cái căn bệnh đau dạ dày này. Và trong cái bài tập đau dạ dày ngày hôm nay thì Diễm muốn bạn phải thực hiện chế độ ăn uống hợp lý và đúng giờ, không nên ăn quá no hoặc là để bụng đói, không nên sử dụng những cái thực phẩm cay và không nên sử dụng các cái thực phẩm chiên, rán, dầu mỡ, xúc xích, lạc xưởng v.v. Để điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Và bài tập đến đây ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập của Diễm. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn.